Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là diễn biến 7 ngày tới của bạn sẽ như thế nào từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 ha. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 chiếc nhẫn tượng trưng cho 3 tụ bài ha. Đây là tụ 1 nè, tụ 2 và tụ 3 là chiếc nhẫn hình con bướm. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn chiếc nhẫn này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem diễn biến 7 ngày tới từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Xin nghĩ cái năng lượng các bạn tụ 1. Đấy, một số bạn tụ 1 đây hơi bị mất ngủ nha. Các bạn cần phải chú ý đến giấc ngủ của mình, ngủ sâu và ngon hơn để bạn có một cái tinh thần, tâm trí vững mạnh để tiến đến những cái mục tiêu ước muốn của bạn. Mình thấy trong cuộc sống của bạn đang có một cơ hội nào đó đến để giúp cho bạn nâng cao cái sự đam mê, nhiệt tình, nhiệt huyết của bạn, giúp cho bạn mở rộng thêm nhiều kiến thức, kỹ năng. Đòi hỏi bạn phải học hỏi thật là nhiều, xem xét và tỉ mỉ nha. Mình thấy bạn là một người có tiềm năng vô hạn, có khả năng chinh phục và là một người có khả năng lãnh đạo, biết vạch ra kế hoạch và thực hiện nó một cách rất là thành công, mỹ mãn. Và bạn là một người khả năng manifest, thu hút những điều bạn mong muốn trở thành sự thật với cái sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn á. Và khi mà bạn đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cần phải điềm tĩnh, suy đi nghĩ lại, tính toán kỹ lưỡng để không gây ra những cái sự nuối tiếc nào hết. Rồi 7 ngày tới của bạn sẽ như thế nào? Bảy ngày tới mình thấy có khả năng một số bạn sẽ rơi vào trạng thái gọi là tiêu cực, buồn bã, thất vọng, chán nản, hoặc là bạn không tự tin vào bản thân bạn ha. Bạn còn sự nghi ngại, hoặc là bạn còn nhiều cái tham vọng mà chưa thực hiện được á. Bạn cảm thấy hơi buồn, hơi chán nản, và bạn không muốn hành động gì hết, và bạn bị thụ động để suy nghĩ ha. Một số bạn có khả năng là các bạn bị trói buộc trong một cái hoàn cảnh nào đó, và bạn cảm thấy như là nó không có sự tiến triển, bị trì hoãn. Bạn cảm thấy khá là nặng nề và mệt mỏi. Tuy nhiên mình thấy là các bạn nên tự tin vào bản thân các bạn đi. Các bạn nên phát triển những cái điều mà bạn đang có. Thay vì bạn ngồi đó bạn buồn khổ vì những gì bạn không có, thì bạn hãy tận dụng những gì mà bạn đang có để bạn phát triển, để bạn có thể tiến đến thành công. Một số bạn ở đây trong 7 ngày tới là bạn sẽ kiếm được một số tiền khá là nhiều luôn á. Cơ hội tiền bạc đem đến cho bạn, và những kế hoạch công việc của bạn thành công một cách suôn sẻ, trôi chảy, nếu mà bạn biết có niềm tin vào bản thân, ý thức được những cái tài năng của bạn và phát triển nó ha. Và loại bỏ những cái năng lượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn. Hãy cố gắng làm việc hết sức mình, chăm chỉ, nhiệt tình, hăng say, làm việc theo khuôn khổ, nguyên tắc và trung thực và thực tế trong cuộc sống, biết vạch ra những kế hoạch thật là thấu đáo và kỹ lưỡng á. Thì trong 7 ngày tới công việc của bạn nó tiến triển một cách suôn sẻ, và có khả năng bạn sẽ truyền được cái năng lượng tích cực cho mọi người. Bạn có khả năng sẽ vực dậy được bản thân, lạc quan hơn, hướng về phía trước.
Đồng thời á, mình thấy là nếu mà bạn đang đợi chờ một tin tức nào đó, có khả năng nó sẽ đến trong 7 ngày này, và tin tức này mang đến cho bạn cái niềm vui, niềm phấn khởi, và bạn muốn hăng hái chinh phục hơn những ước muốn trong cuộc sống của bạn. Và có thể tin tức này đem đến cho bạn về tiền bạc, tiền tài rất là nhiều, có thể là tin về lương thưởng, hoặc là tin về cái sự lợi nhuận trong cơ hội đầu tư của bạn á. Đòi hỏi ở bạn, bạn càng tích cực, càng lạc quan thì bạn càng thu hút những điều mà bạn mong muốn trở thành sự thật nha. Một số bạn đây sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, được mọi người ngưỡng mộ rất là nhiều ha. Và cái cơ hội công việc mới, nếu mà những bạn nào chưa tìm được công việc, nó đem đến cho bạn nguồn lương rất là cao. Nhưng mà bạn cần phải nỗ lực hết sức mình, tận dụng hết những khả năng và làm việc một cách chăm chỉ thì bạn mới đạt được điều đó. Hoặc một số bạn đây mình thấy các bạn nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng để mình rơi vào trạng thái bị bệnh nha. Rồi nó khiến cho cái tinh thần của bạn bị bất ổn, rồi bạn không có khả năng, không có sức lực để chinh phục ước muốn, chinh phục những mục tiêu của bạn nha. Hoặc là những bạn nào mà trước đó bị bệnh, có khả năng là bạn trong 7 ngày tới bạn sẽ hừng hực khí thế lao thẳng về phía trước đó, khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Cũng có thể một số bạn trong 7 ngày tới sẽ sum họp với gia đình. Wow, các bạn có hai lá đào xanh ha. Mọi việc nó sẽ phát triển một cách tốt đẹp. À, thôi, ăn thua ở bạn. Thay đổi tư duy đi, thay đổi cái suy nghĩ đi. À, luôn lạc quan tích cực và có niềm tin tưởng ở bản thân. Và các bạn sẽ được chữa lành nha. À, chữa lành về bệnh hoặc là chữa lành cho bạn về cái tinh thần. À, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Đồng thời các bạn cần phải bước ra khỏi cái vùng giới hạn bản thân của bạn nha. Có thể lúc đó bạn nghĩ là mình không có đủ khả năng để thực hiện điều đó đâu. Hoặc là bạn cảm thấy như là bạn không muốn có sự thay đổi ha. Bạn vẫn muốn ở trong cái khu vườn của bạn. Tuy nhiên mình thấy là các bạn nên thay đổi đi. Các bạn nên biết tận dụng hết những khả năng của bạn để phát triển, để có một cuộc sống đủ đầy như ý bạn mong muốn. Và đừng giới hạn bản thân. Bạn có khả năng thì bạn cứ triển khai, hãy phát huy nó để mọi người biết tới được khả năng, tài năng của bạn. Đừng chôn giấu nó, vì mọi người, một người chỉ có một cái cuộc sống, và nó thời gian thì đang diễn tiến rất là nhanh rồi ha. Bạn hãy tận dụng những cái thời cơ này để bạn tạo nên cái sự đột phá cho cuộc sống của bạn. Nếu không sau này bạn sẽ rất là hối tiếc đó. Hãy tận dụng cái sức trẻ, sức khỏe và thời gian còn đầy đủ, và những cơ hội đang đến để bạn tiến bước trên một cái đỉnh cao như ý bạn mong muốn nha. Đừng để cuộc sống của mình trôi qua một cách uổng phí. Và bạn là một người có khả năng thực hiện được, có khả năng chinh phục được ước muốn, mục tiêu và đi đến đích nha. Mình thấy trong 7 ngày tới các bạn sẽ được thiên thần hỗ trợ về sức mạnh cho bạn nè, giúp cho bạn, nếu mà bạn nào bị bệnh thì hỗ trợ cho bạn trở nên mạnh khỏe hơn, mau hồi phục lại năng lượng, sức khỏe. Một số bạn á, thì mình thấy là đang có sự bất an, nghi ngờ về bản thân, không tự tin á, thì thiên thần Michael sẽ giúp cho bạn chữa lành được cái vấn đề về cái luân xa gốc của bạn á. Đây là thời điểm để bạn kết nối với thiên thần thông qua thiền định để bắt đầu chữa lành. Hãy tin tưởng vào sức mạnh và sự an toàn của bạn nha. Hãy có niềm tin. Và hãy cố gắng nỗ lực thì bạn sẽ thành công thôi. Hãy tuần tới, 7 ngày tới là có tiền bạc, sự thành công.
mọi việc nó đang tiến triển rất là tốt đẹp rồi ha. Và cái lá mặt trời này là người nuôi dưỡng nè, mang đến cuộc sống mới, và đây là thời điểm để cá nhân bạn trưởng thành và khởi đầu mới rồi. Mặt trời mang lại phước lành và đây là thời điểm tốt để bạn bắt đầu các dự án mới, trau dồi khả năng sáng tạo của bạn và thậm chí là trở thành một con người mới luôn. Thông qua ánh sáng thần thánh và tình yêu thương ngập tràn trong bạn, sự thay đổi này có thể mang lại nhiều phước lành và cảm hứng đó nha. Mọi cơ hội, mọi sự phát triển thiên thời địa lợi nhân hòa đến rồi, chỉ cần bạn giải phóng bản thân ra khỏi cái khu vườn chật hẹp này để tiến đến cái vùng đất xa xôi rộng lớn như thế này để phát triển bản thân, để tung cánh ha. Mọi việc nó sẽ thay đổi khi bạn thay đổi. Khi mà bạn thay đổi cái suy nghĩ của bạn á, bạn có niềm tin yêu hơn và không còn những cái nghi ngờ. À, hãy chiến thắng bản thân bạn, chiến thắng những cái bản ngã, cái tôi. Những cái nỗi sợ nó chỉ nhấn chìm bạn và không cho bạn phát triển. Nó khiến cho bạn bị dậm chân tại chỗ đó vì bạn sợ, sợ thật thất bại. Ha. Bạn muốn thực hiện cái điều gì đó mà bạn còn nỗi sợ thì tốt nhất bạn nên viết ra một kế hoạch chỉnh chu đàng hoàng tử tế, rồi bạn học hỏi thêm kinh nghiệm kiến thức từ người khác hoặc là kinh nghiệm từ trên trang mạng nào đó, hoặc từ những người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Họ sẽ cho bạn những chia sẻ, những cái lời động viên hoặc là cho bạn cái hướng đi, cái giải pháp ha. Mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mình đưa ra bất cứ quyết định nào hoặc trước khi thực hiện bất cứ hành động nào. Thì khi mà bạn chắc chắn rồi thì bạn có niềm tin tưởng vào kế hoạch của bạn, tin tưởng vào bước đi, cái sự mách bảo từ bên trong thì có khả năng bạn sẽ thành công. Và hãy thực tế những ước muốn của bạn ha, đừng quá mơ mộng, tập trung vào cái điều mà bạn đang ưu tiên nhất, và mình thấy tiền tài trong 7 ngày tới tiến đến với bạn rất là nhiều. 10 tiền luôn đó. 10 tiền đại diện cho một cái sự trù phú, thịnh vượng và phồn vinh nữa nha. Wow. Thật sự phước lành đang đến với các bạn tụ một này rất là nhiều rồi. Bạn hãy chọn cách để biết ra những cái sự thật ha, giống như là bạn hãy tìm hiểu nhiều thêm, mở rộng kiến thức của bạn để tìm ra cái giải pháp, cái phương án. Bởi vì bạn là một người có thể tìm ra được giải pháp cho bản thân một cách dễ dàng ha. Hãy mở rộng cái tầm nhìn của bạn. Bạn có thể thấy được những cái điều bí ẩn hoặc những cái điều che giấu thông qua cái lớp mặt nạ của người khác hoặc là thông qua những hoàn cảnh tình huống trong cuộc sống của bạn á. Bạn có khả năng nhìn thấu á. Hãy để những cái quá khứ nó trôi đi và hãy dọn đường cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn hãy vực dậy bản thân, hãy đứng lên, hãy hành động đi. Cái sự khôn ngoan và cái tài năng của bạn là cái điều gọi là trọng yếu, cái quyền năng của bạn đó ha. Và bạn là một người có tài năng, bạn có sự tỏa sáng. Hãy tin vào cái phép thuật của bạn. Tin vào khả năng của bạn. Bạn là một người có khả năng thu hút những phước lành đến với bạn một cách nhanh chóng á. Thấy không, nãy giờ toàn là thu hút phước lành. Đúng rồi, bạn có tiềm năng vô hạn như mình đã nói ở khúc đầu. Bạn chỉ cần chọn những cái từ ngữ nào thật là tích cực, đầy quyền năng nhất. Giống như là tôi hạnh phúc, tôi tự hào về bản thân, tôi là một người có khả năng chinh phục được những mục tiêu ước muốn, tôi là một người đủ đầy thịnh vượng. Hãy chọn những cái từ ngữ thực sự là tích cực nhất ha. Tôi lạc quan và tôi có khả năng thiên biến vạn hóa, tạo nên một cuộc sống đầy đủ, sung túc như ý tôi mong muốn. Còn nếu như những bạn nào đang thiếu thốn, cạn kiệt tài chính thì cần phải gọi là cảm thấy thật sự đủ đầy trong cuộc sống của bạn ha, bằng những ngôn từ của bạn. Tôi cảm thấy hạnh phúc,
Tôi cảm thấy gọi là giàu có về những gì mình đang có. Vì mình tôi có sức khỏe tốt nè, tôi có được những ngày trải nghiệm cùng gia đình, hạnh phúc bên người thân, được ăn những món ăn tôi thích, được tận hưởng không gian thoải mái. Và hãy luôn lạc quan, tích cực và tràn đầy cái niềm yêu thương trong chính bản thân bạn và luôn giúp đỡ mọi người nha. Để mở rộng cái dòng chảy thịnh vượng nó tiến vào cuộc sống của bạn suôn sẻ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn chiếc nhẫn này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để dự đoán xem diễn biến 7 ngày tới của bạn từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 sẽ như thế nào. Và đây là những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình liên kết năng lượng với bạn tụ 2. Một số bạn tụ 2 ở đây sắp có sự đoàn tụ với gia đình, với người yêu rồi, hoặc là sắp lập gia đình luôn. Và một số bạn đang sắp có tình yêu gõ cửa nha. Mình thấy các bạn tụ 2 là những người rất là siêng năng, chăm chỉ và làm việc một cách kiên cường, quyết đoán, tự tin nhất ha. Bạn đảm đang và tháo vát. Bạn là một người biết cách quản lý chi tiêu một cách rất là hợp lý và bạn rất là thực tế trong cuộc sống này. Bạn rất là trung thực và bạn đáng tin cậy, được mọi người yêu mến và bạn có sự hào phóng rộng rãi, luôn muốn giúp đỡ cho mọi người trong cuộc sống của bạn. Mình thấy một số bạn có khả năng sắp tới sẽ mua được căn nhà mới hoặc là di chuyển sang một nơi ở mới tốt đẹp hơn ha. Một số bạn đang có sự phân vân lựa chọn giữa hai quyết định nào đó, hoặc là lựa chọn giữa hai người, hoặc là có thể là hai lựa chọn coi có nên mua nhà hay không, hoặc là đang phân vân gì đó. Mình thấy có hai cái lựa chọn mà bạn cần phải đưa ra. Và mình thấy một số bạn ở đây á, công việc của bạn đang phát triển cực kỳ tốt đẹp, bạn được mọi người yêu thương, được mọi người mến mộ vì cái tài năng của bạn ha. Có thể sắp tới các bạn sẽ phải tham dự những cái buổi tiệc vinh danh, hoặc là ăn mừng cho chiến thắng thành công của bạn ha. Mình thấy các bạn cảm thấy rất là tự do, thoải mái, hạnh phúc hơn rất là nhiều. Hoặc là sắp tới sẽ đi du lịch, đi đâu đó với bạn bè nữa. Tuy nhiên mình thấy bạn á, cuộc sống bạn phát triển như thế này thì bạn cần phải đừng ngủ quên trong chiến thắng, mà hãy luôn tìm ra phương án để nâng cao thêm cái công việc của bạn, phát triển thêm. Vì bạn là một người có khả năng tạo ra nguồn tiền tài trù phú và thịnh vượng mà, nên hãy cố gắng hết sức mình để có một cuộc sống đỉnh cao như ý bạn mong muốn. Và hãy luôn chọn cái con đường đàng hoàng, tử tế và trung thực nha. Cái sự uy tín và lòng tốt của bạn chính là cái điều mà khiến cho mọi người tin cậy ở bạn á. Rồi, 7 ngày tới từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 của các bạn tụ 2 sẽ như thế nào? Thấy trong 7 ngày tới một số bạn thì có tiền, một số bạn có sự tương tác với một người tài giỏi, có thể họ cho bạn những lời khuyên để bạn tìm ra được cái hướng đi, đưa ra cái lựa chọn trong cuộc sống của bạn á. Mình thấy rất là khá là nhiều các bạn ở đây đang phân vân giữa hai cái sự lựa chọn nào đó, hoặc bạn đang tập trung vào công ăn việc làm tài chính rất là nhiều. Tuy nhiên đôi khi bạn cũng cảm thấy hoang mang, băn khoăn không biết là mình có đi đúng đường hay không, hoặc là bạn đang có sự nghi ngờ về tài năng của bạn ha. Có nhiều cái nỗi sợ dấy lên trong bạn, bạn hay tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Mà nó không có hiện thực đâu, mà
bạn cần phải biết nghe theo tiếng nói nội tâm, cái trực giác bên trong bạn mách bảo á, vì cái trực giác của bạn đang lên cao. Mình thấy một số bạn khả năng sẽ được nhận vào một công ty nước ngoài, và công ty mang đến bạn cái nguồn lương khá là cao, và nó nâng cao được kiến thức của bạn, tài năng của bạn được mọi người rất là mến mộ. Bạn là một người biết vạch ra kế hoạch và thực hiện một cách rất là chỉnh chu và thành công. Có khả năng một số bạn là nếu mà có công việc mới, công việc này liên quan đến đội nhóm ha, hoặc là liên quan đến cộng đồng, làm việc với nhiều người á, và vị sếp của bạn là một người rất là chính trực và họ có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống rồi ha. Mình thấy người này họ có sự quan sát bạn rất là nhiều, xem bạn có hoàn thành tốt được công việc hay không, xem bạn có xoay sở được cái tình huống trong cuộc sống hay không. Và họ sẽ cân nhắc để đưa bạn vô cái vị trí mà bạn thực sự phù hợp. Một số bạn sẽ học hỏi thêm về ngoại ngữ trong cái 7 ngày tới này, hoặc là bạn sẽ phát triển thêm hai cái kỹ năng mới, hoặc là bạn sẽ trau dồi để nâng cao cái kỹ năng mà bạn đang có, hai kỹ năng mà bạn đang có. Và mọi công việc của bạn khá là suôn sẻ và thành công trong 7 ngày tới này, đòi hỏi anh bạn phải thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái suy nghĩ, đừng có mà quá tiêu cực, buồn bã, thất vọng, chán nản ha, hãy luôn tự tin ở bản thân, tự tin vào những khả năng của bạn. Và thành công sẽ đến với bạn mà thôi ha, bạn sẽ hoàn thành được những kế hoạch của bạn á, nó gần tiến tới thành công rồi, bạn chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực hết sức mình thôi. Và đừng để những cái điều phiền nhiễu trong cuộc sống nó khiến cho bạn bị sao nhãng. Hãy tập trung vào công việc của bạn. Và đừng để những cái nỗi sợ của bạn nó làm cho bạn bị giảm nhuệ khí ha. Hãy luôn phấn đấu hết sức mình và cố gắng nỗ lực cởi mở hơn, và bạn hằng phải học hỏi, giao lưu và thêm nhiều kiến thức, mở rộng thêm nhiều kiến thức cho bản thân, cho để có thể đáp ứng được cái công việc mới này. Hoặc một số bạn đang làm việc có khả năng các bạn sẽ được thăng chức hoặc được cấp trên đánh giá cao, khen ngợi về khả năng ứng biến của bạn. Và tài năng của bạn thì được đội nhóm, được mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ bạn ha. Một số bạn có khả năng sẽ đi nước ngoài, một số ít bạn đây đi nước ngoài làm việc. Nói chung là trong 7 ngày tới này, bạn cần có sự tập trung, làm việc chăm chỉ, chuyên tâm vô cái vấn đề mà bạn đang nghiên cứu. Nỗ lực hết sức mình và hãy thực tế những cái ước muốn, những kế hoạch của bạn. Đồng thời bạn có thể xin lời khuyên từ một người nào đó chững chạc trưởng thành để họ cho bạn những cái lời góp ý, cho bạn cái giải pháp, hoặc cho bạn lời chia sẻ giúp bạn chọn ra được cái điều nào thực sự phù hợp với bạn, hoặc là cho bạn một cái hướng dẫn để bạn tìm ra được cái quyết định nào chính xác nhất ha. Mình thấy cũng có một số bạn liên quan đến chuyện tình cảm nữa đó. Có khả năng trong 7 ngày tới này một số bạn có khả năng là sẽ kết nối lại, nói chuyện lại với người yêu ha. Bạn nữ thì rất là tài giỏi, khả năng kiếm tiền, độc lập về tài chính và rất là thích quan tâm, chia sẻ giúp đỡ cho mọi người. Còn bạn nam thì cũng là một người lão luyện trong thương trường, khá là giàu có về tiền bạc, có sự sung túc, trù phú và thịnh vượng. Hai bạn vừa dường như là đang trong cái giai đoạn hơi bị nghi ngờ điều gì đó, hoang mang điều gì đó đó. Nhưng mà chủ yếu là do hai bạn tập trung vào công việc quá nhiều, có thể là bạn nam bạn tập trung công việc quá nhiều cho nên bạn nữ bạn có nhiều cái suy nghĩ hoang mang, lo lắng ha. Có khả năng hai bạn sống ở hai quốc gia khác nhau đó. Thì mình thấy là có khả năng trong 7 ngày tới hai bạn sẽ có những buổi nói chuyện, hoặc có khả năng một số bạn sẽ gặp được người yêu, tái hợp, đoàn tụ. Hoặc những bạn nào mà cô đơn, có khả năng sẽ tìm được người yêu trong 7 ngày tới này. Và cái người nam này là khi mà họ làm việc thì họ vẫn nhớ về cái bạn nữ này nha.
Hoặc một số bạn thì sắp tới sẽ có người thân ở nước ngoài về thăm các bạn ha. Các bạn ở đây các bạn cần phải lưu tâm nha. Ba lá bài mình thấy có người ganh ghét đố kỵ, ghen tị với các bạn và họ đang cố gắng để lừa gạt các bạn đó. Khi mà ai mời gọi bạn đầu tư thì bạn cần phải cẩn thận, cẩn trọng nha. Có thể là bạn đang phân vân là không biết có nên đầu tư hay là cho họ mượn tiền hay là nên tham gia vào cái lĩnh vực nào đó mà được người ta kêu gọi ha. Một số bạn á, nếu mà các bạn muốn đi xuất khẩu lao động hay gì đó thì bạn cần phải chọn lựa cái nơi nào thật sự uy tín nha, để không có bị tiền mất tật mang. Mình thấy trong 7 ngày tới một số bạn ở đây á có khả năng sẽ bị người khác lừa gạt về tiền bạc, khiến cho nền tài chính của bạn bị trống rỗng cạn kiệt nha. Cho nên hãy hết sức cẩn thận xem xét cái người đó thực sự có đáng tin cậy hay không, còn không thì thôi ha. Còn những người ganh ghét đố kỵ bạn thì bạn cứ phớt lờ họ đi, cứ tập trung vào công ăn việc làm của bạn và đừng để những cái lời nói, những ánh mắt, cử chỉ của họ khiến cho bạn cảm thấy bực bội, khó chịu và đâm ra gọi là buồn bã. Không đáng. Tại vì họ không đem đến gì được cho bản thân mình đâu, họ đâu có mà nuôi dưỡng bạn đâu, họ đâu có mà cung cấp tiền bạc cho bạn sống hàng ngày. Tại sao bạn phải bị ảnh hưởng bởi những người đó? Tại sao mình phải lãng phí sức lực của mình cho những cái năng lượng, những con người không đáng ha? Thay vì đó mình hãy tập trung vào cái kế hoạch công việc của bạn, phát triển nó một cách toàn vẹn nhất và đạt tới đỉnh cao ha, tìm được thật là nhiều tiền và xây dựng một cuộc sống vững chắc, và luôn sống với một phong thái thư thả, gọi là đàng hoàng tử tế. Cứ sống tốt trời xanh sẽ tự an bài. Còn những ai muốn làm điều gì đó xấu với bạn thì vũ trụ cũng sẽ cho họ những bài học thôi, gieo nhân nào gặp quả đó. Và mình thấy là hiện tại thì cái nhân quả đến rất là gần, chỉ cần trong vòng một vài tuần, một vài tháng là bạn đã thấy cái quả rồi ha. Cho nên mình luôn hãy luôn thực hiện cái đức tính công bằng, liêm chính, trung thực, đàng hoàng. Còn ai làm gì hại mình hay gì thì kệ họ đi, cuộc đời sẽ dạy cho họ một bài học. Cho nên các bạn hãy quan tâm đến cuộc sống của mình và hãy biết quản lý chi tiêu, biết giữ đồng tiền của mình thật là chặt. Đừng để những cái người khác đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn nha. Và hãy cẩn trọng khi mà bạn làm bất cứ cái hành động nào, giống như là ký hợp đồng hay là tham gia một cái tổ chức nào đó, cần phải chọn lựa kỹ lưỡng ha. Và đọc kỹ những cái điều lệ trong hợp đồng để không bị bút sa gà chết. Mình thấy có một số người trong 7 ngày tới muốn tiến đến cuộc sống của bạn để lừa đảo, lừa gạt gì đó. Còn bạn thấy nếu mà khó quá thì cho qua đi, tìm cách từ chối khéo đi nha. Cẩn thận kỹ lưỡng đó. Nhưng mà trong 7 ngày tới bạn vẫn có tiền. Bạn nam bạn nữ đều có tiền hết. Mình thấy có thể là do lương hưởng hoặc là lợi nhuận đầu tư gì đó. Nói chung là khá là vui vẻ, chỉ là cần bạn cẩn trọng với những cái người lừa đảo lừa gạt thôi ha. Hoặc là bảo vệ tài sản cá nhân của bạn, bảo vệ về cái thông tin bí mật của bạn, đừng để bị lộ ra ngoài kiểu vậy. Bảo vệ xe cộ rồi đó, cẩn thận để không có những cái hối tiếc. Hãy có một cặp mắt tinh tường và sắc bén như cái cô gái này nè, và cả chàng trai này nữa ha. Những người này đều là những người đã lão luyện trong thương trường rồi, họ biết nhìn người rồi. Hãy suy xét kỹ lưỡng và tính toán thật là điềm tĩnh nhất ha, khôn ngoan. Đó, trong 7 ngày tới này cặp mắt của bạn cũng phải sự tinh khôn nhạy bén như thế này nha. Số bạn trong 7 ngày tới này mình thấy có khả năng liên quan đến thế giới, thấy hai lá thế giới được bay ra đó, như là tìm được công việc ở nước ngoài,
hoặc là công việc công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia, hoặc là ai đó ở nước ngoài nhắn tin hoặc là về thăm bạn, hoặc một số bạn sẽ đi xuất khẩu lao động kiểu vậy. Nhưng mà mình thấy một số bạn mong muốn đi nước ngoài quá thì bạn cần phải chọn lựa cái nơi thật sự đáng tin cậy, uy tín nha. Wow, bạn thấy cái đèn cứ chớp nháy không? Hiện tượng kỳ cục không? Nên giống như vũ trụ đang ra tín hiệu, bạn cần phải cẩn thận, cẩn trọng ấy nha. Bạn hãy nhắm mắt lại. Wow, cái lá bài này cũng liên quan đến sự lựa chọn nữa đó. Bạn hãy nhắm mắt lại. Và bạn tưởng tượng cái điều gì bạn thật sự mong muốn ha. Sức mạnh của bạn là gì? Và điều khôn ngoan tài năng nào bạn có thể lan tỏa, chia sẻ. Và bạn hãy mở rộng những tài năng, những kiến thức của bạn, những kỹ năng của bạn. Và khi bạn đưa ra quyết định, bạn cần phải kỹ lưỡng, tính toán, suy đi nghĩ lại, rồi chọn lựa một cách một cái quyết định phù hợp nhất nha. Bạn là một người xứng đáng nha. Bạn được vũ trụ thương yêu, bạn là đứa con ngoan ngoãn dễ thương của vũ trụ đó. Như mọi người thôi, bạn xứng đáng để nhận được những cái sự hỗ trợ, những cái điều mà giúp cho bạn phát triển được cái mục đích, hướng đi giúp cho bạn phát triển thành công trên con đường của bạn á. Thậm chí nếu như bạn nhận ra rằng bạn không có tài năng, không có kỹ năng để thực hiện điều đó, thì bạn hãy tin tưởng rằng vũ trụ và thiên thần sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ cho bạn ha. Và bạn sẽ không ngờ được bạn thực sự là một người tuyệt vời đến mức nào đâu ha. Cho nên hãy luôn cố gắng nỗ lực để phát triển con người của bạn đi đến đỉnh cao, và bạn được hỗ trợ từ vũ trụ và thiên thần ha. Bạn là một người con rất là đáng yêu trong mắt người, và bạn xứng đáng nhận được những gì mà bạn đã cố gắng nỗ lực. Và phước lành sẽ đến cuộc sống của bạn. Bạn đang được vũ trụ quan sát và theo dõi và cho bạn những cái thông điệp, đồng thời cho bạn những cái hướng đi để bạn đi đến đích ha, đi đến con đường thành công. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn chiếc nhẫn con bướm này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem 7 ngày tới, ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người tràn đầy lòng nhân từ, lòng trắc ẩn, yêu thương giúp đỡ người khác ha. Bạn có khả năng chữa lành, bạn là người có trực giác khá là cao. Bạn có thiên hướng về nghệ thuật và bạn rất là thích cái đẹp. Bạn vững vàng vững chãi trong cuộc sống, mà bạn có sự nhân từ, lòng trắc ẩn rất là lớn. Bạn luôn muốn chia sẻ giúp đỡ người khác. Đồng thời mình thấy bạn là một người khi mà bạn cho đi, bạn sẽ cho đi rất là nhiều, nhưng mà bạn khá là nhạy cảm nha. Mình thấy các bạn ở đây á, các bạn nên cho đi một cách tiết chế và cân bằng hơn. Đừng cho đi hết tất cả những gì của bạn. Bạn sẽ bị thiếu thốn, bị cạn kiệt năng lượng, cạn kiệt cái tình yêu trong chính bản thân bạn, rồi đâm ra bạn tiêu cực, buồn bã. Mình thấy trong cuộc sống của bạn cũng có những cái sự tranh đấu, mâu thuẫn khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn phiền ha. Ai đó gây sát thương cho bạn bằng lời nói. Tuy nhiên bạn hãy vững vàng lên, hãy suy nghĩ thấu đáo, sáng suốt, rõ ràng hơn. Và hãy khôn ngoan biết loại bỏ những cái năng lượng tiêu cực, những con người tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn. Hãy lý trí lên nha. Đừng quá gọi là quá nhạy cảm. Cái điều gì cũng khiến cho bạn cảm thấy rất là buồn thì bạn
cố gắng giải phóng bản thân, suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Đừng để những cái ánh mắt, lời nói, những lời tiêu cực của người khác gây sát thương cho bạn thì không có tốt đâu. Vì họ không có giúp ích được gì cho bạn. Họ chỉ đến để thử thách cái lòng quyết tâm của bạn, thử thách cái sự nhẫn nại, kiên trì của bạn đến mức nào đó. Cho nên thay vì bạn dùng lời nói để có thể là đáp trả thì bạn nên im lặng. Im lặng chính là sức mạnh của bạn, im lặng là vàng. Im lặng để thực hiện những kế hoạch của bạn một cách thầm lặng, để rồi khi bạn thành công, đó chính là cái sự trả thù gọi là ngọt ngào nhất dành cho những người đã gây tổn thương cho bạn ha. Không cần quan tâm, không cần để ý đến những người đó, vì những người luôn muốn gây sát thương cho bạn thì họ có một cái sự đố kỵ, ghen ghét, họ cảm thấy họ bị thiếu thốn điều gì đó, không bằng bạn ha. Cho nên bạn hãy giữ vững cái sự lạc quan tích cực nhất trong cuộc sống của bạn ha. Hãy yêu thương bản thân mình, yêu thương cuộc sống mình, và hãy tận hưởng những gì bạn đang có, thay vì ngồi đó buồn rầu ủ rũ vì những người không đáng. Vì hãy khôn ngoan, sáng suốt khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong cuộc sống của bạn. Vì có khả năng các bạn ở đây á, bạn là một người sống theo cảm xúc, theo con tim á, cho nên bạn khi mà bạn bị ai đó làm cho bạn buồn thì bạn sẽ buồn khá là lâu, trong một thời gian dài, dài hơn những người khác. Cho nên lá bài khuyên bạn là hãy lý trí hơn, hãy có một cái đầu lạnh và trái tim nóng ha. Hãy biết phân tích cặn kẽ cái người đó thực sự đáng để mình buồn hay không, có thực sự đáng để mình bỏ ra thời gian, sức lực vì họ hay không. Nếu họ không xứng đáng thì cần phải đẩy những cái năng lượng đó đi xa khỏi cuộc đời của bạn, tránh xa những người đó ra, và hãy tìm về những cái sự thanh thản trong tâm hồn ha. Và im lặng là vàng, thay vì phải tốn năng lượng để đáp trả. Còn ai muốn gây hấn, muốn làm gì với bạn á, thì bạn hãy phó mặc mọi thứ cho vũ trụ lo đi. Gieo nhân nào gặp quả đó, bạn cứ sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài thôi. Còn ai mà muốn gây hấn gì thì vũ trụ sẽ cho họ những cái bài học để họ có sự thấm thía. Đau đớn vì những cái điều mà họ đã gây ra cho bạn thì họ sẽ cảm nhận những cái điều đó thông qua người khác. Cho nên bạn đừng có quan tâm làm gì, tập trung vào bản thân mình là chính yếu nhất. Để cuộc sống của bạn thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Rồi, 7 ngày tới của bạn từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5. Vào trong 7 ngày tới thì các bạn cần nên nghe lời khuyên từ ba của bạn hoặc là một người nào đó đứng tuổi chững chạc trưởng thành mang năng lượng lam ha. Họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên hoặc đưa ra cho bạn cái giải pháp hoặc giúp cho bạn vực dậy cuộc sống. Một số bạn đây trong 7 ngày tới mình thấy bạn có sự gọi là buông bỏ con người cũ, phát triển và nhận ra được cái chân lý cuộc đời của bạn ha, là được khai sáng, bạn được thức tỉnh, và bạn xác định được mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì. Và bạn sẽ phấn đấu trở thành một con người mới tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, tha thứ lỗi lầm cho quá khứ và cố gắng rút kinh nghiệm để trở thành một con người có ích cho xã hội và đàng hoàng tử tế hơn rất là nhiều. Và bạn, một số bạn sẽ xác định được mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì, và bạn sẽ cố gắng phấn đấu vì những điều đó ha. Bạn sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để có thể thay đổi được vận mệnh, thay đổi cuộc đời của bạn theo ý bạn mong muốn. Và bạn cảm nhận được không có ai có thể giúp đỡ được bạn ngoài chính bản thân bạn trong việc thay đổi cuộc sống của bạn. Và các bạn dường như là các bạn bị hoang mang, bị trói buộc trong một cái hoàn cảnh nào đó khiến bạn cảm thấy buồn rầu,
không tự tin hoặc nghi ngờ về bản thân bạn ha, thì bạn nên giải phóng bản thân, giải phóng suy nghĩ của mình ra khỏi những cái sự trói buộc đó đi ha. Hãy tìm cho mình cái hướng đi, cái hướng giải quyết, thay vì ngồi đó buồn rầu ủ rũ, lãng phí thanh xuân, lãng phí tuổi trẻ. Mình thấy các bạn á, thay vì bạn buồn rầu vì những điều bạn không có, thì bạn nên ý thức, bạn nên cảm thấy trân trọng những gì bạn đang có nè. Bạn vẫn còn sức khỏe ha, bạn vẫn còn cuộc sống tốt đẹp, bạn vẫn còn có khả năng làm lại, còn thở là còn gỡ ha. Hãy luôn phát triển bản thân để nắm bắt những cơ hội, thời cơ đến với cuộc sống của bạn. Trước khi mà bạn ngồi buồn rầu ủ rũ như thế này, bạn không dành thời gian để phát triển bản thân á, thì khi mà cơ hội đến thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc vì mình đã lãng phí cái thời gian quý báu của mình cho những điều không đáng. Mình thấy một số bạn ở đây bị bệnh nha, cho nên các bạn cần phải biết chăm sóc sức khỏe của mình, nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi kỹ lưỡng và cố gắng hồi phục lại năng lượng của bạn ha. Một số bạn mình thấy là bị stress căng thẳng quá, nên đi đâu đó để hít thở không khí trong lành, lấy lại được cái sức sống của bạn, làm mới lại bản thân. Hoặc cần phải nghe lời khuyên từ ba của bạn hoặc ai đó. Người vững vàng có nhiều cái kinh nghiệm sống, họ sẽ cho bạn cái lời động viên và giúp cho bạn vực dậy được bản thân của bạn. Một số bạn có khả năng là sẽ nhận được một cái tin tức nào đó, một cơ hội công việc mới, hoặc là tin tức đi phỏng vấn nha. Và vị sếp mới của bạn là một người khá là nguyên tắc, lạnh lùng và quyết đoán. Họ rất là tự tin và họ là một người khuôn khổ và nguyên tắc, đàng hoàng, tử tế ha. Và họ đòi hỏi bạn phải làm việc một cách chăm chỉ, sống có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Nếu bạn đi phỏng vấn thì bạn cần phải tự tin lên ha, cho người ta thấy được khả năng, tài năng của bạn, đừng có rụt rè, đừng có tự ti, và nỗ lực hết sức mình, hãy chững chạc đứng đắn cho người ta thấy được cái thái độ làm việc nghiêm túc của bạn. Một số bạn hình như là được cân nhắc lên một vị trí mới, được thăng chức hay gì đó. Và có khả năng các bạn sẽ nhận được một số tiền gọi là tiền lương thưởng xứng đáng với những thành quả công sức mà bạn đã bỏ ra. Bạn sẽ hoàn toàn có khả năng là lột xác trong 7 ngày này, giống như là bạn thay đổi hoàn toàn, giống như kiểu trước thì chưa tìm được công việc, nhưng mà 7 ngày tới tìm được công việc mới thì bạn sẽ phấn đấu hơn rất là nhiều, tập trung lo làm việc để tạo nên cái cơ sở vật chất tiền tài ổn định cho cuộc sống của mình. Và các bạn cần phải chú ý lo cho cái sức khỏe của bạn á. Có sức khỏe mới có tất cả được ha. Có sức khỏe mới có thể thực hiện được những ước muốn của bạn. Còn không có sức khỏe thì chỉ ngồi đó dòm và cảm thấy buồn bã hối tiếc thôi. Cho nên hãy tập trung vào sức khỏe trước hơn, trước nhất. Rồi chuẩn bị kế hoạch lo cho công việc của bạn. Và một số ít bạn đây á, khi mà bạn đi đâu đó chạy xe ngoài đường, còn phải cẩn thận, kỹ lưỡng, quan sát. Có thể bạn qua đường chậm một chút cũng không sao, nhưng mà miễn sao bạn đảm bảo cái sự an toàn cho bản thân bạn là được rồi ha. Và đừng có lơ là, sao lãng trong các công việc, trong cuộc sống của bạn á. Hãy luôn chú tâm, xem xét tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Để không có những cái hối tiếc nào hết. Mình thấy một vài bạn ở đây có khả năng sẽ đi học hỏi thêm về một cái đam mê về nghệ thuật, như là học đờn hoặc là học về loa kèn gì đó. Hoặc là học thổi sáo nữa.
phát triển thêm một cái đam mê. Và các bạn cần phải điềm tĩnh ha, suy xét kỹ lưỡng, điềm tĩnh như cái ông vua này nè, quan sát tận tường rồi mới đưa ra quyết định. Vào các bạn đây, tẩy 7 tuần tới là bạn có tiền đó nha. Phước lành đang đến với bạn rồi, chỉ cần bạn nắm bắt nó mà thôi. Bạn đang đứng trước giữa hai cái sự lựa chọn, giống như mình nói rồi, bị mắc kẹt đó, không biết tìm ra được cái hướng đi, cái con đường nào phù hợp với bạn nhất, thì bạn nên trưng cầu ý kiến, hoặc là bạn nên xin lời khuyên của ba bạn ha, hoặc một người nào cha chú gì đó trưởng thành chững chạc rồi, có nhiều kinh nghiệm, họ sẽ giúp cho bạn. Hoặc một người phụ nữ trong cuộc sống, có thể là mẹ bạn, hoặc là chị bạn, hoặc là sếp nào đó của bạn, họ sẽ cho bạn cái lời khuyên ha, một người chín chắn trưởng thành rồi đó. Đây là một người phụ nữ có suy nghĩ thấu đáo sáng suốt mọi điều. Mình thấy một số bạn ở đây thích làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần như tarot reader, lightworker, healer, chữa lành, và bạn sẽ nâng cao kiến thức, nâng cao cái kỹ năng, học hỏi thêm rất là nhiều trong cái lĩnh vực này ha, dù bạn không biết là con đường này nó sẽ dẫn bạn đi đến đâu. Một số bạn thấy có dấu hiệu hơi nản. Bạn phải gọi là đưa ra một cái kế hoạch, một thời khóa biểu lý tưởng để bạn học. Không cần gọi là học cho nhanh, cho sớm thành công đâu, không có sớm được đâu, còn phải có thời gian. Ví dụ một ngày bạn học một lá bài thôi, bạn suy nghĩ về nó và bạn tìm ra được cái sự liên kết giữa bạn và lá bài đó, rồi bạn mới từ từ phát triển học thêm những lá bài khác, chứ không thể nào một ngày bạn dồn hết thời gian để bạn học hết 78 lá bài, giống như những mình đang nói về những bạn mà muốn học tarot á, thì học mới nổi. Nó sẽ khiến cho bạn quên hết trơn à, rồi không có nhập tâm được, rồi cái đầu mình đặng nặng nề lắm. Cho nên hãy vạch ra thật khóa biểu thật là tốt để học cái môn này ha. Mình thấy là trong mấy ngày tới là các bạn có tiền, ai đó đem đến tiền bạc cho bạn. Có thể là sếp của bạn trả lương cho bạn, hoặc có thể là bạn được thưởng, hoặc là bạn nhận được lợi nhuận từ cơ hội đầu tư của bạn ha. Và cái lương thưởng hoặc là cái số tiền này nó xứng đáng với những cái thành quả mà bạn đã cố gắng dày công vun đắp tạo nên. Một cái khu vườn đầy hoa thơm, trái ngọt, đầy chim chóc, hoa lá đang mở ra trong cuộc sống của bạn rồi ha. Cái sự phồn vinh, hạnh phúc, đủ đầy, thịnh vượng và trù phú. Chỉ cần bạn biết phát triển bản thân, trau dồi kiến thức, mở rộng thêm kỹ năng, phát triển và hãy trở thành một người ưu tú thành tựu ha, bạn có khả năng manifest thu hút những điều bạn mong muốn trở thành sự thật với cái sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn đó, và những cái thành quả bạn đạt được sẽ xứng đáng với những công sức mà bạn bỏ ra. Cho nên bạn hãy luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình, hãy thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn bằng cách nâng cao cái sự tích cực lạc quan, bằng cách có niềm tin vào bản thân và cố gắng hoàn thiện phát triển bản thân mình, và bạn sẽ đạt được những cái điều mà bạn mong muốn nếu bạn có sự cố gắng và có niềm tin yêu vào vũ trụ và vào chính bản thân bạn. Một số bạn có sự thăng chức ở đây ha, thăng chức, tăng lương, thưởng, lợi nhuận, đầu tư. Action, hãy hành động đi. Đó, đã đến lúc các bạn hành động, đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định phù hợp cho bạn nhất rồi ha. Bây giờ là thời gian để hành động rồi đó, những cơ hội đã tiến gần trong tầm tay của bạn rồi ha. Hãy tiến thẳng với sự tự tin, tài năng của bạn thì luôn luôn có sẵn, sẽ giúp cho bạn đứng vững trên cái lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Bạn, cái sự tinh khôn, nhạy bén, tinh tường của bạn á, sẽ giúp bạn dẫn bạn đi đến thành công. Và cái trực giác của bạn thì đang lên cao nha, nên hãy luôn lắng nghe trực giác mách bảo.
Đừng lắng nghe nỗi sợ sẽ khiến cho bạn có sự chùng chân mỏi gối và không thể thực hiện điều gì hết. Bạn hãy chăm sóc bản thân là tốt ha, để bạn có thể giải phóng bản thân ra khỏi những cái trách nhiệm, những cái áp lực nặng nề trong chính cuộc sống của bạn, hoặc là những cái vấn đề về tài chính, sự lo lắng, buồn rầu về vấn đề đó đó. Bạn hãy đối mặt với những cái điều đó và bạn hãy tìm ra cái giải pháp cho cuộc sống của bạn. Giống như là bây giờ thì mình vẫn còn sức khỏe, thì bây giờ mình tìm công việc nào đó phù hợp để mình phát triển nó, để có cuộc sống sung túc đầy đủ hơn. Còn những bạn có công việc rồi thì hãy suy tính kỹ lưỡng, tìm cái hướng, tìm cái phương án thực sự phù hợp nhất cho bản thân mình. Và sẵn sàng đối mặt với những cái điều đó thì nó sẽ không khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền nữa đâu. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn, tự do hơn khi mà bạn biết đối mặt với những cái thách thức, và bạn hãy biết vạch ra những kế hoạch thật sự rõ ràng. Và đồng thời là bạn biết cách phát triển nó và có thể phòng ngừa được những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Giống như là bạn, kế hoạch của bạn cần phải chặt chẽ và có thể lường trước được những cái hoàn cảnh nào có thể xảy ra, là bạn cần phải kỹ lưỡng ở cái mặt đó. Nói chung hãy đối mặt, đừng có né tránh, càng né tránh thì càng lo sợ, thì cái thì cứ đối mặt và tìm phương hướng giải quyết cho cái vấn đề trong cuộc sống của bạn á. Và hãy hành động nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụi ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.